thế nào? Mẹ em không bao giờ chấp nhận. Mẹ em hồi xưa rất là không thích, không đồng tình cho con mình như vậy. Nhưng mà đã chấp nhận em một bước là gay. Nhưng mà thật sự lúc đó em phát hiện là mình là con gái. Sau khi em quen qua nhiều mối tình là gay á, thì em cảm thấy mình không có hợp với gay. Em tính nữ tính trong người mình nhiều quá. Cái nữ tính trong người nhiều chị. Với lại nhiều khi em quen chồng của em làm vợ người ta em không chịu được. Rồi em muốn kiểu quen như... một người con trai gạt. Đúng rồi, em có cảm giác như trong cái giới gay nó linh hoạt á chị. Mà em muốn là phải là man nha. Tức là em phải có cảm giác là em là con gái. Mà phải cho em lộ nha. Phải cho em hơi điệu điệu một chút, liễu liễu một chút. Có nhiều người mà bắt em gồng lên là em không gồng. Thôi không quen. Tính gái quá trời nhiều gồng. Đúng, gì trời. Mà em gồng không nổi, em mà gồng là đứt cái máu. Gồng đứt cái máu chết đó. Em là có xu hướng chuyển giới á. Đúng rồi. Cái hành trình mà phẫu thuật chuyển giới á, là em chuyển ngoại hình từ từ trước. Tại vì em biết sao mà em không có cái suy nghĩ mà chuyển giới từ lúc ở Việt Nam không? Tại vì em nghĩ là chuyển giới á, cần rất là nhiều chi phí lắm. Mà em ở Việt Nam thì em không có học thức, đủ điều kiện. Em cũng không có ngoại hình tốt. Lúc đó là em làm con trai mà, là em là gay nữa. Mà cái ngoại hình của em cũng không có được đẹp nữa. Thành ra là em nghĩ là làm cách nào mà em có tiền để em chuyển giới. Nên em nếu như em ở Việt Nam thì em sẽ không bao giờ dám nghĩ tới. Bởi em khao khát lắm, nhưng mà em biết là mình không có khả năng. Nhưng khi em đi Thụy Điển là em biết là nếu như em được qua Thụy Điển thì em sẽ cố gắng bằng mọi cách em kiếm thật nhiều tiền. Khi mà em biết tin là em đã được đi Thụy Điển á, thì em mới đem tiêm hormone và em bắt đầu để tóc dài. Em bắt đầu em sửa sơ sơ trên ngoại hình của mình. Và khi mà em qua Thụy Điển là em bắt đầu tập trung vô hết vào công việc, kiếm thật nhiều tiền và làm cố gắng làm thế này thế kia. Và cuối cùng là em đi làm thợ rồi xong sau đó em mở tiệm nail ở bên Thụy Điển. Và cuối cùng là em có tiền rồi thì em thực hiện cái mơ ước của mình là sau cùng là phẫu thuật, hai cái cuộc phẫu thuật lớn nhất. Em hoạt động tâm lý với mẹ em sao để mẹ có thể chấp nhận em? Bên Việt Nam em sửa lén luôn. Tại vì em biết mẹ thương em rồi. Tại vì đã một lần em nói em là gay mà cái chuyện đó là chuyện động trời hơn. Tại vì mẹ đang nghĩ em là con trai, sẽ có con cái rồi cưới vợ này nọ. Mà em nói em là gay, mẹ cũng bị sốc chứ. Nhưng mà mẹ đã chấp nhận rồi. Mẹ không để em đi thì không lẽ lần này em làm con gái mẹ lại bỏ em hả? Nên em, vậy là em hơi gài mẹ. Em giấu luôn. Em giấu luôn. Em giấu vậy, em giống như chị, làm xong rồi mới báo gì gia đình biết. Đúng rồi chị, em giấu luôn. Chị Trang, hai cha em một bài. Vậy một bài. Em cũng nhắm được là cái tính của mẹ em, là mẹ em cũng là một người rất là tâm lý. Nhưng mà mẹ đã chấp nhận gay rồi thì em thấy chấp giữa gay với chuyển giới thì không có chênh lệch nhiều. Chỉ là phải đối mặt với những cuộc phẫu thuật nguy hiểm thôi. Thì em nghĩ là em sẽ có cách để thuyết phục mẹ em. Nên em đã sửa mũi và em hả làm này làm kia trước. Cái bắt đầu qua bên đó là mẹ nói sao giờ này nhìn giống con gái vậy. Là em nói là vậy thì mẹ cho con làm con gái luôn đi. Vậy thì mẹ cho con làm con gái luôn đi. Em tên là Vicky Trần, hiện tại đang làm công việc là kinh doanh. Trước đó thì em có tham gia một cuộc thi là Miss International Queen và với tư cách là đại diện Sweden, Thụy Điển. Mọi người đó biết đến em như là một thí sinh của chương trình Sắc Đẹp đó và là một người em rất là thân thiết của chị Khánh Chi. Yeah. Nhưng mà anh nghĩ là ít người biết về câu chuyện tuổi thơ của Vicky lắm. Bây giờ em có thể chia sẻ về nó không? Tuổi thơ của em, năm em học mẫu giáo thì em đã biết bản thân mình là một người phụ nữ. À, từ nhỏ xíu vậy thôi hả? Từ nhỏ xíu. Em đi học thì em cảm thấy là khi mà cô giáo xếp mà mình ngủ chung á với lại những bạn nam thì em cảm giác là ngại lắm. À. Thì em thích nằm chung với mấy bạn nữ hơn. Sau rồi em cũng hay quan tâm về những cái vấn đề mà làm đẹp của phụ nữ. Cái cô giáo của em lúc đó thì có da mặt rất là đẹp. Về sau này á, mẹ em kể cho em nghe là từ xưa là đã có những cái biểu hiện đó rồi. Thì là hỏi cô ơi, cô xài kem gì đẹp quá vậy, cô có thể chia sẻ giúp để em về em chỉ mẹ em xài không? Lúc đó mấy tuổi mà đã hỏi vậy rồi? Mẫu giáo thôi, lên lớp lá thôi à. Nên mà em không nhớ được cái chuyện đó, nhưng mà mẹ lại nói là à, cô giáo có nói với mẹ là phải để ý lại bé, là tại vì bé có những cái hành động rất là nữ tính. Ở cái thời điểm đó thì chắc không ai muốn tin là con mình là như vậy. Với lại em còn bé quá, nhỏ xíu mà. Đúng rồi. Sau đó thì là lên là cấp 2 thì em mới bắt đầu có một cái cảm giác là sao mà các bạn bè trong lớp thì cũng có cái kiểu như là viết thư chọc ghẹo qua lại, thì là nam thì viết thư cho nữ, nữ thì mắc cỡ với nam, nhưng mà tại sao em lại không có cảm giác với người phụ nữ như vậy? Em nhìn những bạn nam thì em lại cảm giác xấu hổ hơn. À. Nên em mới từ đó em mới có cảm giác là em nghĩ là chắc là em có vấn đề về giới tính của mình. Và khi mà mẹ bắt em đi học là phải mặc đồ nam, xong rồi cắt tóc ngắn,
thì mỗi lần cắt tóc là em đều khóc hết á. Em không biết tại sao là em ghét cái tóc ngắn lắm, em muốn để tóc dài. Thời đó thì không có cái thông tin trên mạng hay là không có những cái nơi để mình có thể tìm hiểu được, mà tâm sự thì cũng không biết tâm sự với ai, nên em mới nghĩ là thôi thì từ từ đi, chắc lớn nữa nó sẽ thay đổi. Về câu chuyện giới tính của em đó, thì mọi người có phản ứng gì tiêu cực về cái việc mà em thể hiện bản thân của mình là hơi nữ tính không Vicky? Cũng có, tức là khi em đi học á, thì lúc đầu á, thì các bạn nam ở trong lớp là hay chơi chung với nhau, thường hay rủ nhau chơi đá bóng hay là chơi đánh nhau, thì là cũng có rủ em chơi nhưng mà em không chơi, thì mấy bạn nói nghĩ em chảnh. Xong rồi sau đó mấy bạn thấy em có cái kiểu như là thân với phụ nữ, xong rồi có những cái hành động hơi ẻo lả, thì mới bắt đầu là ăn hiếp em. Bắt đầu em đi học thì bắt đầu là đánh em. Đánh nhưng mà cũng không có phải là đánh kiểu ghét, mà là đánh kiểu trêu chọc á. Nhưng mà bản thân em thì lúc đầu em cũng muốn kháng cự lại, nhưng mà em nghĩ là nếu em làm gì thì cũng không lại người ta, tại vì người ta rất là đông thì mình đánh đâu có lại đâu, nên em hành động tốt nhất là im lặng. Nhưng mà từ từ em cảm thấy là cũng một phần là do bản thân mình nữa. Em cũng rất là nghiêm túc trong việc học, lúc nào em cũng được điểm cao trong lớp, em xếp hàng 3, hàng 4, hoặc có khi cũng là hàng nhất, và em cũng là thường được làm lớp trưởng. Nên thành ra là mấy bạn cũng có một cái chút nể mình ở đó. Các bạn không có đánh mình nhiều, tại vì biết là nếu mà có gì mình sẽ học lại với lại giáo viên. Nên em cũng được một phần may mắn như vậy. Nhưng mà ở môi trường học đường là vậy, còn môi trường sinh hoạt hàng ngày của em thì sao Vicky? Thật sự thời điểm mà em còn bé thì cha mẹ em rất là ghét kỳ thị. Thật sự mà phải dùng đúng từ là kỳ thị. Thì bây giờ hiện tại á, gia đình em thì là em là lớn nhất, thì em là chuyển giới. Em gái em hiện giờ là Les. Trời vậy luôn hả? Rồi hai chị em chơi chung với nhau nhưng mà hôm nay các chị tức là biết được. Hồi đó là hai anh em, còn giờ là hai chị em trai. Nên em mong muốn là mọi người á, nếu mà không thông cảm được cho cộng đồng LGBT thì cũng đừng nên dùng những cái từ ngữ nhục mạ. Bởi vì em cũng đã thấy rất nhiều gia đình đã từng sỉ nhục gia đình em, cũng đã từng nói ba mẹ em là đẻ ra con giống như là bị bệnh tật, nếu như gặp con tôi là thể thế này thế kia, thì họ đều giống như có ghét của người... nào mà chờ cho của nó. Dạ, nên đó cũng là mà mẹ em bây giờ em nghĩ là chắc là mẹ em rất là hối hận những câu nói đó. Nhưng mà cũng may mắn là tụi em bây giờ rất là kiểu như cũng là những con người thành công á, nên mẹ cũng được an ủi phần nào, và bây giờ mẹ lại rất là tự hào về em. Rồi đến khi nào em quyết định come out với lại bố mẹ Vicky? Em come out với bố mẹ là thông qua cái lần chia tay với mối tình đầu của em. Thì khi mà lên cấp 3 thì là chính thức là em gặp một người con trai. Thì anh ta là em quen trong cái lúc mà em có một người bạn học chung trường giới thiệu đến nhà anh đó chơi thôi, không có ý gì hết. Nhưng mà khi đến đó thì anh đó đã để ý em. Lúc đó em đang trong một cái hình hài là một người con trai. Thì sau đó thì anh đó mới tán tỉnh em. Thì em cũng thấy anh đó dễ thương, đẹp trai, ga lăng, mà cũng rất là manly. Nên em có quen anh đó là mối tình đầu của em. Lúc đó em mấy tuổi? Lúc em quen anh đó là năm em học lớp 9, lớp 10. Anh đó là mối tình đầu luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Và mối tình đầu để kéo dài lâu dài không cưng? Em quen anh đó được gần 2 năm. Cũng lâu chứ. 2 năm là cũng dài, mối tình đầu 2 năm, từ mối tình đầu là từ 3 tháng, 6 tháng là gãy đổ rồi. Tức là lúc mà em quen với mối tình đầu của em á, thì là em nói là anh này là anh trai của em thôi. Anh mà cái người mối tình đầu của em rất là khéo léo và rất là được lòng người, thì mới về thăm nhà gặp mẹ em. Mẹ em cũng thương lắm, cũng nói là mà rất là gồng á chị. Thật ra mẹ em đâu có biết đâu, mẹ em chỉ nghĩ là hai anh em. Sau đó là một thời gian có cái lý do thì anh đó chuyển về ở chung luôn. Nhưng mà gia đình em lúc ở Việt Nam gia đình rất là khó khăn, nên mẹ phải ở chung với các con, thì em với ảnh là hàng ngày sinh hoạt là không có cái chỗ riêng tư, làm cái gì thì nó dễ bị bể. Thì từ đó mẹ mới phát hiện, thì mẹ cũng có hỏi dò là con ơi, mẹ nhìn thấy hai đứa bay giống như là yêu nhau vậy. Cái xong cái em cũng nói là dạ không có đâu, chỉ là bạn thôi. Xong rồi giấu cũng đâu có được đâu, thì cuối cùng thì em cũng xác định luôn, em nói với mẹ luôn. Thì lúc đó do mẹ em có cái công việc, cuộc sống của gia đình em rất là khó khăn, mẹ phải hàng ngày kiếm tiền để lo cho các con cái, một mình mẹ thuê nhà nuôi ba đứa con, nên đó là cái điều rất là vất vả. Mẹ không còn cái thời gian để giải quyết những cái chuyện này nữa. Đến khi mà em chia tay cái mối tình đầu thì em hoàn toàn sụp đổ. Lúc đó em phát hiện là anh đó anh lăng nhăng. Hôm đó là thật sự là đến giờ học nấu ăn á, chuẩn bị sớm nên thành ra được về sớm. Thì khi mà về sớm rồi á, em mới nghĩ là thôi hôm nay mình tạo bất ngờ cho ảnh đi, mình đem đồ ăn về cho ảnh ăn và mình đi bộ về luôn, tại vì thường thường là ảnh sẽ đón em đúng giờ. Nhưng mà hôm nay được về sớm cả 2 tiếng, thành ra là em tự đi bộ về. Thì khi đi bộ em đi ngang qua cái tiệm internet
Hồi xưa là ảnh hay ngồi ngoài đó để chat á, bắt đầu thấy chiếc xe quen quen, nhìn bảng số xe là biết xe của bạn trai mình rồi. Cái em đi vào thì ảnh đang ngồi chat, thì em đứng đằng sau lưng em nhìn thấy thì là ảnh có hẹn với lại một người khác. Bà xin số điện thoại và như vậy thì em cảm thấy là à thôi xong rồi. Mà em thì em không bao giờ chấp nhận người yêu của mình lăng nhăng. Nên em đã quyết định chia tay. Chia tay cái mối tình đầu thì em hoàn toàn sụp đổ. Và lý do là thứ nhất là gia đình em rất là khó khăn, em không có đủ cái tiền để đóng học phí. Mà em cảm giác là mỗi lần mà đến tháng đóng học phí á, là em phải xin nghỉ bệnh. Tại vì em không có tiền đóng á hả? Tại vì không có tiền đóng. Tại vì nếu mà cứ hẹn hoài tức là đã trễ hơn các bạn rồi đó, nhưng mà vẫn cứ phải hẹn thôi, tại vì mẹ chưa có. Nên đó là cái điều mà khiến cho em phải, cũng là một phần mà khiến cho em sau này lớn lên sẽ phải trở thành một người thành công. Phải luôn cố gắng để không bị rơi vô cái hoàn cảnh đó nữa. Chính vì điều kiện kinh tế không cho phép em được đi quá xa trong cái con đường học vấn. Rồi cộng với một điều nữa là em chia tay mối tình đầu của em sau 2 năm mà kiểu như là cái thói quen của mình đó chị. Xong nếu em còn trẻ nữa, em không có biết tâm sự với ai hết. Tại vì không biết là ai sẽ là cái người hiểu mình. Mình là gay mà. Em lên lớp em khóc không à? Em ngồi em khóc hoài, xong rồi mấy cái người bạn em hỏi là ủa lớp trưởng sao khóc vậy? Cái em nói là à tại vì gia đình có người thân mất. Chứ em không dám dùng lý do là chia tay người yêu. Nên lúc đó em đã quyết định bỏ học giữa năm lớp 11. Rồi mẹ em đối diện như nào với lại cái quyết định nghỉ học của em Vicky? Thì lúc đó mẹ em rất là tức. Tại vì mẹ em rất là trông mong vào em, bởi vì em là con lớn mà em cũng là cái đứa học rất là giỏi. Mẹ em biết năng lực của em, nên thành ra là khi mà em nói mẹ là thôi mẹ ơi con quyết định con nghỉ học, con không nhỏ học nổi nữa, thì mẹ mới nói là IQ mày BD làm chi, IQ mày BD làm chi, IQ con quen với lại con trai làm chi, học không là học là yêu đương. Mà thật sự lúc đó thì em cũng không biết phải giải thích như thế nào. Và trong những cái ngày tháng đó là em giống như là một con điên vậy đó, cứ ngồi đó thôi, ngồi một chỗ thôi. Rồi khi mà nhiều thứ dồn dập với mình quá, có bao giờ Vicky làm đau bản thân mình không? Có một lần thì khi mà mẹ chửi em như vậy á, thì em cảm thấy là à, cái nơi mà em có thể tin tưởng và nơi mà em có thể dựa vào á là gia đình của em. Nhưng chính lúc đó mẹ cũng là cái người mà nói những điều làm em đau lòng. Mà mẹ còn nói em một câu là con làm cho mẹ xấu hổ với người ngoài lắm, con là cái người mà trong nhà làm cho mẹ xấu hổ nhất, cái người mà trong nhà làm cho mẹ xấu hổ nhất. Trong khi mẹ đặt niềm tin ở con nhiều nhất. Thì lúc đó em mới quyết định là thôi, nếu mà mình là người xấu hổ cho gia đình thì thôi mình tìm cách chọn rời đi. Nhưng mà em có viết một lá thư cho mẹ. Trong lá thư đó em tâm sự với mẹ là em không muốn em như vậy. Và em nghĩ là không ai muốn mình như thế hết đó, tại vì như thế không có được lợi gì hết. Và xong em nói là thôi nhưng mà mẹ đừng buồn nữa, thì từ nay con sẽ không còn xuất hiện trong gia đình nữa, để cho mẹ không phải xấu hổ với người ngoài. Nhưng mà mẹ tin là con sẽ không chết, con sẽ đi ra xa, con sẽ tự kiếm tiền. Và nếu như con trở thành một người thành công thì con sẽ gửi tiền về cho mẹ để mẹ nuôi em. Nên khi đó mẹ rất là thương em, và thật sự lúc đó em đã bỏ đi. Mà em đi ra ngoài em muốn nhà mà ở hàng sao? Không, lúc đó em đi em cũng không biết em đi về đâu luôn á. Nhưng mà em nghĩ là chắc đi thì chắc cũng không chết đâu. Nếu mà mình có xỉu ngoài đường thì cũng sẽ có người cứu mình. Và coi như là mình phó mặc cho trời. Thì lúc đó em đi bộ qua cầu Nguyễn Tri Phương. Thì lúc đó em rất là muốn nhảy xuống, nhưng mà em thấy cái mùi nó hôi quá. Em sợ chết thối. Thật sự thì em nghĩ nếu mà mình chết á thì mình phải nên kiếm cái dòng sông là nó thâm thơ. Sạch sẽ một tí hả? Đúng rồi chị. Em đi qua con sông đó rồi thì em mới nghĩ là ủa tại sao phải chết? Tại vì mình chết như vậy là mình sẽ có lỗi lắm. Mình có lỗi với lại bản thân mình, có lỗi với mẹ nữa. Tại vì mẹ đã nuôi mình đến giờ này rồi, mẹ chỉ đâu có muốn mình chết như vậy đâu. Nên em quyết định là em đi qua nhà bạn em. Thì vô tình khi vừa đến nhà bạn em thì cái nhà bạn em nằm ngay góc ngã ba như nè. Mẹ em đứng ở bên này đợi. Thì em đi đường này vào, xong em vừa quay qua đây thì là gặp mẹ đó, đâu trốn được nữa đâu. Thì cái xong cái em quay lưng qua em bỏ đi. Thì đó là mẹ em mới nói là con. Trời, em không có bắt đầu là em rất là nghẹn ngào. Rồi xong sau đó là mẹ nói là thôi em lên xe mẹ trở về. Thì khi đó em leo lên xe em cũng không biết nói gì hết. Mẹ em ngồi khóc trên xe. Xong cái em về tới nhà thì mẹ nói là thôi mẹ hiểu con rồi, con viết thư là mẹ đã hiểu rồi. Nhưng mà không thể nào mẹ để mất con được, tại vì mẹ đẻ con rất là đau. Và từ đó mẹ hiểu em. Wow. Cái nguyên do gì mà cả gia đình em sang sinh sống ở Thụy Điển? Thì lúc đó là mẹ em và ba em đã chia tay từ lúc em còn nhỏ. Xong rồi mẹ phải lo ba đứa con. Thì là sau đó
mẹ được một cái người trong gia đình bảo lãnh đi du lịch, và sau đó mẹ gặp một người là Tây. Ông Tây đó là ba sau của em, rất là tốt và bảo lãnh gia đình. Thì lúc đó chỉ có một mình em bị sót lại là em trên 18 tuổi. Thì em lại tiếp tục thời gian sau là em lại ở một mình với lại ba ruột của em. Rồi bao lâu sau thì em được đi sang đấy? Mẹ em qua trước em khoảng chừng 4-5 năm. Ủa em chuyển giới đâu Vít Kỳ? Em chuyển giới ở Thái Lan. Qua Thái Lan làm mà tất cả mọi người đều qua Thái Lan làm hết. Dạ đa số. Nhưng mà khi em nói ra em muốn chuyển giới thì mẹ em như thế nào? Mẹ em không bao giờ chấp nhận. Mẹ em hồi xưa rất là không thích, không đồng tình cho con mình như vậy. Nhưng mà đã chấp nhận em một bước là gay. Nhưng mà thật sự lúc đó em phát hiện là mình là con gái. Sau khi em quen qua nhiều mối tình là gay á, thì em cảm thấy mình không có hợp với gay. Em tính nữ tính trong người mình nhiều quá. Cái nữ tính trong người nhiều chị, với lại nhiều khi em quen chồng của em làm vợ người ta em không chịu được. Thì em muốn quen một người con trai gạt. Đúng rồi, em có cảm giác như trong cái giới gay nó linh hoạt á chị. Mà em muốn là phải là man nha. Tức là em phải có cảm giác là em là con gái, mà phải cho em lộ nha. Phải cho em hơi điệu điệu một chút, liễu liễu một chút. Có nhiều người mà bắt em gồng lên là em không gồng. Thôi không quen. Tính gái quá trời nhiều gồng cái gì trời. Mà em gồng không nổi, em mà gồng là đứt cái máu. Gồng đứt cái máu chết đó. Em là có xu hướng chuyển giới á. Đúng rồi. Cái hành trình mà phẫu thuật chuyển giới á là em chuyển ngoại hình từ từ chứ. Tại vì em biết sao mà em không có cái suy nghĩ mà chuyển giới từ lúc ở Việt Nam không? Tại vì em nghĩ là chuyển giới á cần rất là nhiều chi phí lắm. Mà em ở Việt Nam thì em không có học thức, đủ điều kiện. Em cũng không có ngoại hình tốt. Lúc đó là em làm con trai mà, là em là gay nữa, mà cái ngoại hình của em cũng không có được đẹp nữa. Thành ra là em nghĩ là làm cách nào mà em có tiền để em chuyển giới. Nên em nếu như em ở Việt Nam thì em sẽ không bao giờ dám nghĩ tới. Bởi em khao khát lắm, nhưng mà em biết là mình không có khả năng. Nhưng khi em đi thi điển là em biết là nếu như em được qua thi điển thì em sẽ cố gắng bằng mọi cách em kiếm thật nhiều tiền. Khi mà em biết tin là em đã được đi thi điển á, thì em mới đem tiêm hormone và em bắt đầu để tóc dài, em bắt đầu em sửa sơ sơ trên ngoại hình của mình. Và khi mà em qua thi điển là em bắt đầu tập trung vô hết vào công việc, kiếm thật nhiều tiền và làm cố gắng làm thế này thế kia. Và cuối cùng là em đi làm thợ rồi xong sau đó em mở tiệm nail ở bên thi điển. Và cuối cùng là em có tiền rồi thì em thực hiện cái mơ ước của mình là sau cùng là phẫu thuật, hai cái cuộc phẫu thuật lớn nhất. Em hoạt động tâm lý với mẹ em sao để mẹ có thể chấp nhận em? Bên Việt Nam em sửa lén luôn. Tại vì em biết mẹ thương em rồi. Tại vì đã một lần em nói em là gay mà cái chuyện đó là chuyện động trời hơn. Tại vì mẹ đang nghĩ em là con trai, sẽ có con cái rồi cưới vợ này nọ. Mà em nói em là gay mẹ cũng bị sốc chứ. Nhưng mà mẹ đã chấp nhận rồi, mẹ không để em đi thì không lẽ lần này em làm con gái mẹ lại bỏ em hả? Nên em, vậy là em hơi gài mẹ em. Em giấu luôn. Em giấu luôn. Em giấu vậy, em giống như chị, làm xong rồi mới báo gì gia đình biết. Đúng rồi chị, em giấu luôn. Tức trang, là... hai trang một bài. Vậy một bài. Em cũng nhắm được là cái tính của mẹ em, là mẹ em cũng là một người rất là tâm lý. Nhưng mà mẹ đã chấp nhận gay rồi thì em thấy chấp giữa gay với chuyển giới thì không có chênh lệch nhiều. Chỉ là phải đối mặt với những cuộc phẫu thuật nguy hiểm thôi. Thì em nghĩ là em sẽ có cách để thuyết phục mẹ em. Nên em đã sửa mũi và em hả làm này làm kia trước. Cái bắt đầu qua bên đó là mẹ nói sao giờ này nhìn giống con gái vậy. Là em nói là vậy thì mẹ cho con làm con gái luôn đi. Vậy thì mẹ cho con làm con gái luôn đi. Chứ xong rồi cái mẹ không nói luôn, mẹ bó tay luôn. Nhưng mà khi em book vé em bay qua Thái Lan thì em giấu mẹ luôn. Đầu lúc đó em có nói với mẹ, tại vì cái cuộc phẫu thuật này rất là lớn. Nên em nghĩ là em không có em, với lại em không có giấu mẹ em được. Nhưng mà lúc đó em chỉ đi một mình thôi. Em nói mẹ sao? Em nói với mẹ là mẹ ơi thì con phải là con gái thôi. Tại vì mẹ nhìn con như vậy đi thì nếu như mà con là con trai thì con không bao giờ có hạnh phúc. Mà con sẽ không bao giờ yêu được một người là gay. Mà bản thân con cũng không chấp nhận được cái thân cơ thể của con như vậy nữa. Mỗi lần mà con tắm con nhìn thấy cơ thể con thấy ghê lắm, con sợ lắm. Nên mẹ cho con làm con gái đi. Mà con biết, con hứa với mẹ con làm con gái xong con sẽ hạnh phúc. Thì mẹ em tin em và sau đó mẹ em cũng cảm nhận được là em là một người con gái. Nên mẹ chấp nhận thì em cũng đi luôn. Em đi một mình luôn? Em đi một mình là tại vì em nghĩ là nếu như qua đó mình phẫu thuật mà mình gặp đau đớn hay là gặp những khó khăn gì thì cái người mà thân của mình đó, chứng kiến họ sẽ đau lòng thêm thôi chứ họ mới giúp cho em được nhẹ cái cơn đau lại. Em cũng nghĩ nhiều điều, nhiều về điều đó nên em nghĩ là thôi một mình em có thể tự làm được. Nhưng mà qua đó rồi thì mới thấy sợ. Không nổi. Em làm một lượt luôn hả? Dạ. Vậy giống chị là một lượt đó. Đúng rồi, nó là kinh khủng mà rất là đau đó, chị đau cũng rồi. Biết rồi đó. Mà chị biết không, chị đó là từ Thái Lan về Việt Nam á chỉ có 1 tiếng mấy thôi. Còn em đi về thi điển là đến 20 mấy tiếng. Thì chị nghĩ đi cái vết thương ở đây. Em ở đó 1 tháng em mới đi đúng không? Không, em ở đó mới có 2 tuần thôi. Trời ơi, 2 tuần đi về đau lắm. Chị đau 1 tháng lắm. Trời nè. Mà chị ngồi bay bay có 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi thôi mà chị về, chị đi không nổi. Ê, mà 2 tuần nên em đi rất là đau. Thì lúc đó là em hả
có cái ghế lót á, phải để lên là xong em ngồi trên máy bay, mà mỗi lần máy bay mà nó dằn á là phải nhấc cái người em lên như thế này. Nó đau lắm. Tại vì anh nghĩ đi, cái vết thương nó nằm ngay chỗ mà mình ngồi mà. Nên là mà em ngồi đến lúc mà về tới Thụy Điển rồi là phải tự chạy xe về nhà, nó phải mất 3 tiếng nữa. Rồi bao nhiêu lâu em mới có mối tình thứ hai? Sau khi chia tay mối tình nào? Thì mối tình đầu là mối tình lúc em còn là gay. Sau đó tiếp theo cũng là những mối tình giống như là chỉ là tìm hiểu thôi, chưa có đến mức độ mà chín mùi như là yêu thương. Cho đến khi em chuyển giới thì là em cũng có quen một vài người đàn ông. Chuyển giới về bao nhiêu lâu em? Em vừa chuyển giới về là có trai liền. Đồng an bên Thụy Điển luôn hả? Bên Thụy Điển, một anh thì ở Đan Mạch, một anh thì ở Mỹ. Và cái người mà cuối cùng là cái người mà gọi là tình yêu gần đây nhất, cũng là cái mối tình nghiêm túc của em, quen được ở bên nhau được 4 năm. 4 năm rồi. Dạ. Anh đó ở đâu em? Anh đó là Việt Kiều Thụy Điển. Ở Thụy Điển luôn hả? Tức là gia đình cũng như là ảnh là ở Thụy Điển sang năm lúc ảnh 3 tuổi. Nhưng mà em với ảnh quen nhau, hai gia đình biết nhau không? Lúc đầu quen nhau thì ảnh nói với em là gia đình không biết. Nhưng mà em nói với anh là anh xác định luôn, nếu như mà anh nói với gia đình anh là anh quen em đi, em là người như thế. Nếu như gia đình anh không chấp nhận thì mình chia tay, còn nếu gia đình anh chấp nhận thì mình quen. Chứ em không muốn đang quen giữa chừng thì em phải bị đau khổ nữa. Nên ảnh nói luôn. Thì khi anh nói với gia đình ảnh thì mẹ ảnh cũng không biết phải như thế nào. Sau khi gặp em thì mẹ ảnh mới chấp nhận. Là lúc đầu giống như là không chấp nhận đó. Lúc đầu cũng lưỡng lự tại vì là không biết ra sao. Với lại bên Thụy Điển cũng hiếm chuyển giới lắm, người ta không có tưởng tượng được chuyển giới là làm sao á. Khi mà dắt em về gặp gia đình thì gia đình rất là thương. Và ba của anh cũng không biết em chuyển giới luôn. Đến giờ như cũng không biết. Ba không biết mà mẹ biết. Mẹ biết, giống như là vợ chồng hạnh phúc. Rồi bây giờ khi em về Việt Nam như vậy rồi, cái mối tình đấy như nào Vicky? Thì bây giờ thì em về Việt Nam em lo công việc của em. Anh đó bây giờ cũng đang rất là hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc với một người con gái khác. Tại sao mình lại chia tay em? Đầu tiên á, thì cái điều mà để có cái sự gãy đổ á, thì là cũng là một phần em nghĩ là cũng do cái sự không có hợp nhau. Nói chung mọi thứ anh rất là tốt. Nhưng mà về cái vấn đề mà nóng tính á, ảnh rất là dễ nóng tính, rất dễ khọc cằn, ảnh làm cho em cảm thấy bị buồn. Và lúc đó em cũng hơi có cái kiểu là nghĩ là không hợp nhau. Nhưng mà tại sao hai người chia tay? Là vì vấn đề đó thôi. Lúc đầu em nghĩ là hai người chia tay nhau là tại vì không hợp. Thì là sau tụi em quen nhau được 2 năm mấy thì tụi em quyết định chia tay. Mà ảnh cũng đồng ý với quyết định của em. Bởi vì ảnh cảm thấy là hai đứa ở bên nhau mà cứ lục đục hoài, đúng không? Lục đục cãi nhau hoài, khắc khẩu thì không có được hạnh phúc. Nhưng mà tụi em chọn theo cái chuyện là coi như không yêu nhau nữa nhưng vẫn tiếp tục Vẫn làm bạn, làm tri kỷ, làm anh em, sống với nhau vui vẻ và giúp đỡ nhau trong mọi thứ. Tại vì tụi em đến với nhau từ lúc khó khăn cho đến lúc em thành công, nên hiểu như cái tính nhau quá nhiều, giống như là quá hiểu nhau đi. Nên để giữ cái mối quan hệ đó. Sau này đến cái lúc mà em với anh chấm dứt cái mối quan hệ và bây giờ giống như là việc đường ai nấy đi rồi, thì em nhận ra là cái nguyên nhân chính là do em. Nhưng mà em có tiếc mối tình không? Đương nhiên khi mà lúc đầu mà để xác đến cái chuyện đổ vỡ mà mình không có bao giờ mình nghĩ là do mình hết, thì mình cảm thấy không có tiếc. Mình nghĩ là chia tay là đúng thôi, tại vì không thể nào bên nhau thì phải chia tay thôi. Nhưng đến khi mà em nhìn ra được bản thân mình đã sai rất nhiều, mà chính em là cái người sai với ảnh, khó có thể nào mà ảnh tha thứ cho em lắm. Bởi vì em đã làm tổn thương anh rất là nhiều. Thì em cũng chỉ biết xin lỗi thôi. Vì Vicky từ xưa giờ Vicky sống chung với anh này là 3 năm trời á, chỉ có lục đục những chuyện đó thôi. Thì Vicky nghĩ là không lục đục như vậy, không có hợp như vậy thì thôi mình chia tay. Nhưng mà khi chia tay rồi, mà khi mà gặp chị và kể cho chị nghe câu chuyện này, chị mới nói là đâu có ai hoàn hảo hết đâu cưng. Cặp vợ chồng nào cũng lục đục hết. Thí dụ em đến em chơi nhà anh chị nè, anh nghĩ anh chị á, gặp bình thường thì anh nghĩ anh chị cũng đâu bao giờ gây lộn, đúng không? Hạnh phúc. Nhưng có những chuyện chị với chồng chị cũng lục đục, cái chuyện đó bình thường. Vợ chồng chuyện lục đục nó rất là bình thường. Nó giống như người ta ăn cơm bữa mỗi ngày thôi. Quan trọng người ta yêu tụi mình, thương mình, người ta lo lắng mình, người ta chung tình với mình. Nhưng mà riêng cái anh này cực kỳ chung tình. Chia tay 3 năm trời, 3 năm mấy, 4 năm trời. Bắt đầu mới có tìm hiểu một cái cô nữa mới này thôi. Và anh lo cho em rất là nhiều. Rất là lo cho Vicky. Đó là từ lúc mà em bắt đầu xác định là em mở tiệm nail, ảnh cũng theo để lo công việc cho em. Mọi thứ là ảnh lo chu đáo hết về giấy tờ, mọi thứ. Và em ở Thụy Điển được định cư ở Thụy Điển là cũng nhờ ảnh giúp em giấy tờ. Và đi dự thi hoa hậu này, bay từ Thụy Điển về đây đi qua cổ vũ cho thi hoa hậu luôn. Rất là thương. Thế thì đáng tiếc thật. Rất là đáng tiếc, bản thân chị cũng đáng tiếc cho mối tình này. Thì em cũng xin lỗi.
là em đã có những cái điều vô tâm, em có những cái lời nói làm tổn thương anh ấy. Bởi vì em luôn nghĩ về công việc của em, em luôn nghĩ là em phải trở thành một người thành công. Em ích kỷ, em xin lỗi. Em đã xem mình như là một người bạn, một người đồng nghiệp. Em không cho anh được cái cảm giác của một người yêu, một người bạn gái. Để bây giờ anh đã cắt đứt mối quan hệ với em, em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Có cách nào mình cứu vãn không Vicky? Nếu như bản thân em là ảnh thì em cũng không tha thứ cho em. Nên em không mong sự tha thứ. Em chỉ mong là anh ấy hiểu là đến giờ phút này Vicky đã biết nhìn cái tấm chân được. Tình của anh dành cho em. Bởi vì trước khi mà anh cắt đứt quan hệ với em, anh chỉ nói với em một câu thôi: em không có biết yêu. Em là người cực kỳ vô tâm và tàn nhẫn. Nhưng em lúc đó em rất là cứng đầu. Em nghĩ là tại vì em với anh đã chia tay lâu rồi mà, ai mượn anh tốt với em. Em đã có những câu nói anh không phải là người nhà của em. Em nói nhiều câu lắm. Nhưng mà khi mà em biết là em nghĩ là những gì mà anh ấy cho em á, thì thật sự là em rất là đau lòng. Cái người phụ nữ mà bây giờ anh đang quen là cái người em làm mai cho anh. Thật ra đó, em thấy như này, nhiều người họ mặc định là đàn ông là phải mạnh mẽ và không có được quyền tổn thương á chị. Nhưng mà họ quên là đàn ông cũng có trái tim mà. Đàn ông cũng có trái tim mà. Họ cũng rất rất là dễ tổn thương nếu như bị xúc phạm về tình cảm hay là về một... Nói chung con trai con gái đều ai cũng có tổn thương hết. Thật ra là cái câu chuyện của em thật sự chị rất là luyến tiếc. Mà một điều cho thấy em khờ dại nhất là khi anh ấy là quen một người bạn của em. Mà hồi đó em đâu có nghĩ em khờ dại đâu. Bây giờ em nghĩ em ngu lắm. Tại vì em làm mai chính cái người đó là cái người sống chung với em hiện tại bây giờ. À. Và ngày nào thì hai người đó cũng liên lạc với nhau rất là vui vẻ. Mỗi lần em đi ngang qua thì em có cảm giác như là mình đang thấy cái đau của mình á. Thì mình mới nhận ra là mình sai. Mình không thể trách được hai người đó bởi vì là đó là do em sai. Và cái ngày hôm nay em phải chịu đựng là do tất cả là do em mà ra. Nên em phải chịu gánh cái phần này. Anh ấy là một người tốt bụng. Giờ anh ấy xứng đáng có hạnh phúc. Giờ anh ấy quen ai mà anh ấy có hạnh phúc là em rất là mừng. Thật ra nếu như nó không thể cứu vãn, anh mong là Vicky xem cái này như một bài học đắt giá. Em biết mà, tại vì lúc mà em gặp chị Chi chửi em đó. Chị nói em ngu lắm. Chị nói em là em có biết là em là chuyển giới không? Em có biết là biết bao nhiêu bạn chuyển giới mà muốn được như em thôi là khó cỡ nào? Tại vì nếu mà nói về đến anh chàng này đó nha, là rất là đẹp trai, anh giỏi đến 4 thứ tiếng lận á. Tiếng Thụy Điển, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, à tiếng Việt nữa, tiếng Anh nữa. Giấy tờ mọi thứ rất là giỏi. Anh biết khi mà em muốn cái gì á là sẽ được cái đó. Chẳng hạn giống như là em nói là em muốn đi thi Hoa hậu, chia tay rồi mà vẫn nói là em đi thi đi để tiệm tùng ở bên này anh lo hết, giấy tờ anh lo hết và tất cả những cái chi phí gì của em bên này anh sẽ lo hết. Và em về Việt Nam thiếu thì anh gửi tiền về cho em. Và em muốn làm gì là phải làm cho tới. Em muốn đi học catwalk của chị Võ Hoàng Yến thì em nên đi học. Nói chung khi mà em nói ra thì cái chuyện tiền bạc không là gì hết. Không phải là do anh giàu mà là anh chấp nhận. Anh thương em, anh lo cho em. Đúng rồi. Em mà hai người làm chung với nhau mấy cái tiệm nail nữa. Nó có một sự ràng buộc vừa tình cảm, vừa tình yêu, vừa công việc nữa. Mà để gãy đổ như vậy thật sự chị rất là đau xót cho cái cuộc tình này thật sự. Khi mà kể cho nghe hết câu chuyện, trời ơi chị la quá trời la luôn. Chứ đây là một cái ngu dại nhất của em trong cuộc đời. Em làm mai người yêu mình cho một người khác, cho dù lúc đó mình cái cảm xúc mình đang phân vân đi. Thì thôi mình tạm, giống như là hai người đã sống nhà vợ chồng thì không, mình tạm ly hôn đi, ly thân đi. Đúng không? Không, rồi lúc, cho mọi người một thời gian suy nghĩ lại. Tại vì tụi em ở nhau 2 năm mấy là đã chia tay rồi đó. Nhưng chia tay rồi cũng không bao giờ làm mai cho người khác. Cho là dù có chia tay rồi, em bị ngộ nhận cái cảm xúc của mình. Em nghĩ là thôi coi như là mình chia tay rồi mà mình vẫn ok, mình vẫn ổn. Và mình bên cạnh đó vẫn có những người đàn ông thắng tỉnh với em. Em cũng tại có... do lúc đó anh này anh chia tay em, anh còn quá thương em. Em đang bị ý lại. Đúng rồi. Em nghĩ là em có làm mai người khác chắc cũng ổng cũng không có quen. Giống như thấy là giống như giờ bây giờ đã chia tay rồi mà để ảnh như vậy hoàng của mình á thì thấy thương ảnh. Muốn anh có một cái người
yêu để sau này Bích Ký có người yêu nữa thì không thấy là đây đó, đó kiểu như vậy. Nhưng mà thực sự mình chưa có người yêu gì hết, mình đã lo trước cho người ta rồi. Bây giờ người ta có người yêu xong rồi, bây giờ mình không có ai hết, rồi mình mất luôn cả, vừa là ngày xưa là vừa là tình yêu, bây giờ mất luôn tình yêu và mất cả luôn tình bạn. Thì khi cái người con gái này cổ chiếm được rồi, cổ biết cái anh chàng ngày xưa quá yêu bé này, cổ sợ chứ là không cho quan hệ luôn, bây giờ là muốn cắt đứt liên hệ luôn rồi. Gần như là cắt đứt liên hệ với em rồi, tại vì em có vô hỏi thăm chào hỏi thăm thì là anh lơ luôn rồi. Bơ đâm luôn. Ra là trong cái câu bơ chuyện này luôn. Ở bên trong nó có một cái gì nữa, đâm ra là chị mới nói là cái điều khờ dại nhất trong cuộc đời em là em làm mai người yêu em cho bạn với em, coi như bây giờ là người xa lạ. Đây là em rút một bài học cho em. Và cái câu chuyện của em kể ra để cho tất cả những cô gái khác, nếu mà ai có như cuộc đời giống như em, có hoàn cảnh giống em thì nên rút cái kinh nghiệm, cái bài học này. Nếu mà rút ra rất nhiều bài học về cuộc sống, về tình yêu như thế thì em có cái dự định gì cho tương lai của mình? À, dự định tương lai của em thì em vẫn tiếp tục làm kinh doanh, nhưng mà em sẽ kinh doanh thêm ở Việt Nam, bởi vì em yêu đất nước và quê hương của mình, cũng như là em muốn hỗ trợ cho các bạn cộng đồng chuyển giới nữ có cái cơ hội có công việc làm ổn định. Còn cái vấn đề mà hoạt động nghệ thuật thì đương nhiên là em cũng có một cái dự án cùng với chị Chi, là hai chị em sẽ có những cái bí mật để mong các bạn sẽ đón xem cái kế hoạch sắp tới. Rồi, thay mặt chương trình á thì chị chúc em, thật sự ra cái mối tình của em chị rất là liên tiếp. Chị rất mong là một ngày đó em và cái tình yêu này sẽ gặp lại nhau trong một ngày đẹp trời. Đó là cái điều chị rất là mong muốn. Còn nếu như mà hết duyên hết nợ thì thôi, nếu mà còn duyên còn nợ thì mình hãy cho nhau một cơ hội. Thì chị sẽ chúc cho em hạnh phúc với người em yêu. Và thay mặt chương trình thì chị gửi cho em một món quà. Dạ. Rồi, em xin cảm ơn chị. Tôi có nói gì với Vicky không? Thì anh cũng chỉ mong là sau những bài học quý giá được rút ra thì sau này em sẽ xinh đẹp hơn, thành công hơn. Và anh chúc cho dự án bí mật của hai chị em sớm được bật mí và nó sẽ thành công.